tính em là thích ngạ ngớn. Giỡn thôi. Đúng rồi, tính em ngạ. Bản thân anh cũng vậy. Thích ngạ ngớn đùa giỡn. Tại vì khi mà ví dụ như ngày hôm nay em với anh gặp nhau, và ngày em đi tới, em với anh đi tới cái quyết định cuối cùng là sẽ nắm tay nhau về, thì bắt buộc anh sẽ bắt buộc xâm nhập vào cuộc sống hiện tại của em. Thì cuộc sống hiện tại của em thì em sẽ nói trước luôn, em có rất nhiều chồng. Ok, mình giỡn cỡ nào giỡn, mình chơi cỡ nào chơi, nhưng khi làm việc, khi nghiêm túc thì mình phải khẳng định được cái giá trị của mình. Tuy vẻ bề ngoài gai góc nhưng mà bên trong người ta không có gì để đem đến anh. Anh chậm. Nhưng mà cái sự ngược lại của cái sự gai góc đó thì là một cái người mà bên ngoài luôn tỏ vẻ hiền lành, quan tâm người khác, nhưng mà bên trong là một cái sự dao găm. Thì anh cũng biết là ai rồi đó. Anh biết mà hả? Thường những cái trường hợp mà nắm tóc là nó sẽ không bao giờ gọi là ngọt ngào gì hết. Thì em sẽ nắm cái khác. Cái gì lâu rồi thì nắm. Cái gì lâu rồi thì nắm.